Home Sweet Home là trò chơi phiêu lưu kinh dị góc nhìn thứ nhất dựa trên những câu chuyện thần thoại và tín ngưỡng của Thái Lan. Bạn vào vai Tim, một anh chàng người Thái đẹp trai đang trong hành trình giải mã sự biến mất bí ẩn của người vợ xinh đẹp Jane. Xin chào các bạn, mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị Thái Lan có tên Home Sweet Home. Ấn tab để xem. Hãy tìm một cái lối về nhà. Tìm một cái lối về nhà. Ok. Chúng ta sẽ phải tìm một cái lối gì đấy để về nhà. Đây không phải là nhà của chúng ta sao? Game gì vậy ạ? Hello bạn Bình Hoàng. Hello bạn Fan Hasno. Tên của cái tựa game này tên là Home Sweet Home. Tên của game mình sẽ để ở cái ảnh trên đầu mình. Ui dồi, 12 giờ 15 phút. Cái cửa này thì không tương tác được này. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đi xuống đây. Sợ lắm hả anh? Hù không anh ơi? Ui, có hù chứ. Một cái đèn pin. Chúng ta đã có một cái đèn pin. Bật đèn pin thế nào nhỉ? Ở đây. Ấn F để bật đèn pin. Ủa, chúng ta đang ở một cái trường à? Chúng ta đang ở một cái trường hay sao ấy nhỉ? Ở một cái nơi nào. Một cái nơi nào đấy nó không phải là nhà của chúng ta. Đồ họa giống với tai ương. Chuẩn rồi. Hello bạn Dũng, game gì đây? Game này tên là Home Sweet Home. 12 giờ không ngủ được. Đi lượn, sợ thế. Đây là cái tựa game tên là Home Sweet Home. Một tựa game kinh dị của Thái. Thái Lan ấy. Có hai con voi, voi vàng, voi bạc. Cảm ơn bạn Kim Ngân đã tặng cho mình một trái tim. Rất nhiều. Ui, cái chày của ai to thế nhở? Chày này mà dã thì. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Ở đây nó có một cái căn. Cái gì đấy? Có một cái bài tụng kinh gì đấy bằng tiếng Thái. Ở đây nó có một cái ảnh hai người phụ nữ chụp cùng nhau nhưng mà nó bị cắt chữ X. Không biết là như thế nào. Một cái chìa khóa. Chìa khóa phòng. Ok. Một cái tờ báo gì đấy. Có một cái tờ báo. Có số ngày là 28 tháng 9 1996. Sọc lẹc, sọc khoa đi khạp. À, cái này thì mình đọc được nhưng mà mình không hiểu nó là cái gì anh em ạ. Thế nó mới khổ, mình lại không học tiếng Thái. Đọc kinh à? Hello bạn, nhân KK, Home Sweet Home 1 hả bạn? Đúng rồi bạn ơi, chính xác luôn. Chính xác luôn. Cái này em chơi rồi, hello bạn Huy Lưu. Giật gân. Cái gì đấy? Sawadika. Ôi, em xin lỗi. Vừa mới chào cái. Hãy tìm cô gái để có thể hỏi về cái lối thoát. Vừa mới chào một cái thì có ma thật. Ôi trời ơi, ấn shift để chạy. Hình như nó hù. Anh lại hôn con ma là thắng nha. Ok luôn bạn ơi, để mình hôn con ma. Sao ở dưới này nó lại đỏ đỏ như kiểu là cái phòng thờ thế nhỉ? Gì đấy? Có ai vừa nhảy xuống hay sao ấy? Có ai vừa nhảy xuống hay sao ấy anh em ạ? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Có ai đấy vừa nhảy xuống. Hello bạn Duyên Trần. Hello bạn ỉn mặt láo. Cái gì đấy? Cái cửa này không tương tác được. Nhưng mà mình cảm thấy là có một ai đấy vừa mới nhảy xuống đây sao? Ui. Cái gì đấy? Có một cái túi rác bị rơi xuống. Tôi không thể biết được là có cái gì ở bên trong. Mình nghĩ đây không phải là túi rác. Mình nghĩ đây là một cái túi mà xong rồi kiểu bên trong nó có mấy cái mảnh xác người ấy. Sawadika.
biết mỗi câu đấy anh em ạ. Biết mỗi cái câu Sawadika. Where'd she go? Cô bé đấy đi đâu rồi? Chuẩn bị gặp con ma. Hello bạn Ume Quang Hùng Master. Hello bạn nha, hello bạn mãi yêu. Sợ bằng thần trùng không anh em? Có thể là sẽ sợ hơn. Gì đấy? Hello bạn Phương, bịch rác. Úi dồi ôi, con ma này nó đến kỳ. Rồi ôi, chết tôi rồi, úi dồi tôi lại còn dẫm vào nữa. Chạy lẹ. Có cái gì đâu mà phải chạy lẹ, anh em cứ dọa tôi. Sawadika. Ôi, bạn ơi. What the fuck? Cái quái gì vậy? Nào hết nghèo thì đổi tên. Đợi xíu, hello bạn Bi. Tôi cần phải rời khỏi nơi này. Tôi cần phải rời khỏi nơi này. Trời ơi. Tưởng là vớ được một em gái Thái, nhưng mà cuối cùng là lại vớ nhầm con ma. Trời ơi. Ma Thái cũng xinh nhỉ. Không xinh bằng cái gì đấy, cái em Nhật Huyên ở Tai Ương, nhưng mà trộm vía là cũng xinh. Cái gì đây? Ủa? Một cái kìm cắt khóa. Một cái kìm cắt khóa. Ok. Vậy là chúng ta đã có một cái kìm cắt khóa. Không biết để, không biết để làm gì. Nhanh lên. Đóng cái cửa vào. Đóng cửa vào. Trời ơi. Má mới chả quỷ. Ôi. Má mới. Ôi giời. Má mới chả quỷ. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ? À đây này, có một cái có đinh à? Tại sao lại có mấy cái đinh ở đây nhỉ? Hello bạn bé boy. Hello bạn Penji, đóng cửa vào cũng như nhau thôi á. Ủa, tại sao lại như vậy? Đóng cửa vào thì con ma nó không mở được mà. Cái gì đây? Một cái tượng đầu của Phật. Một cái tượng đầu của Phật. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Úi dồi, ở đây có cái tủ này. Mình nghĩ là sẽ bị đuổi. Mình nghĩ là nó sẽ đuổi mình. Ở đây có một cái tủ. Cái này không vào được. Ô, cái này vào được này. Ôi, ký túc xá của nữ à. Ký túc xá của nữ anh em ạ. Ôi, trời ơi. Có một cái gì đấy ở đây này. Một cái công cụ gì đấy. Hello bạn Khánh Ly, hello bạn Khánh Ly, cảm ơn bạn Full Planche đã chia sẻ phiên livestream của mình. Chào bạn lúc nắng lúc mưa. Hello bạn Quỳnh, hello bạn Ngọc Khang, hello bạn Minh Đăng, anh nhạy cảm quá. Mình là con người nhạy cảm. Biết làm sao bây giờ, trái tim mong manh. Chúng ta phải đi vào đây. Game gì đây anh? Game này tên là Home Sweet Home, một game kinh dị Thái Lan. À, chúng ta... Ui dồi ôi, sẽ có cái chum rồi chứ. Úi dồi ôi. Ui, chui vào được cái chum này á. Bây giờ làm nào để chui ra khỏi cái chum này bây giờ? Chui vào được nhưng mà không chui ra được anh em ạ. Hợp lý thế nhỉ? Game kinh hơn thần trùng không? Có thể là sẽ kinh hơn. Có thể là sẽ kinh hơn.
Mình nghe cái tiếng đấy, ai đang ậm quẹ cái gì đấy. Không biết là chúng nó làm gì nhau ở trong kia. Kiếm chỗ trốn quá ngon. Hay là bắt bắp cam. Cái cửa này không mở được. Cửa này cũng không mở được. Ơ, cửa này mở được đấy. Nhưng mà cái cửa nhà vệ sinh thì đã bị chặn rồi. Mình không biết là tại sao. Cảm ơn 70 bạn đã xem livestream của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Cửa này không mở được. À đấy, cửa này mở được này. Phòng ký túc xá có vẻ hơi bừa bộn. Mà nó có một cái miếng ngói ở đây thì mình không biết để làm gì. Có vòi xịt này. Có vòi xịt là ngon rồi. Ui. Cái gì đây? Cái gì đấy? Hello bạn Kim Ngân, hello bạn Quỳnh Anh. Ủa? Cái này đang chặn đường đi của mình phải kiếm. Ui giời ơi, hello bạn Quỳnh Anh. Ê, bây giờ đi đâu đây? Nó đi ra từ cái phòng này. Có lẽ là mình sẽ đi vào cái phòng này. Bình tĩnh nào, đây chỉ là game thôi. Game nó sẽ không thể làm gì chúng ta được. Nó chỉ là game thôi. Anh em không có gì phải sợ. Ờ, trên cái nốt này thì có số điện thoại của trai. À, 01-612-2758. Anh em gọi thử xem có được không. Cái gì đây? Có một cái lời nguyền mà liên quan đến mấy cái đinh. Một cái lời nguyền mà lại liên quan đến mấy cái đinh nữa. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải... Ôi giời ơi, trai ơi, em làm cái gì đấy? Chúng ta đã có một cái xà beng. Chúng ta... Ôi, em ơi. Em làm gì đấy? Ôi, em ơi. Đã bảo là không uống được thì uống ít thôi. Hello bạn Thanh Vi. Nó đi sang bên kia đã. Chúng ta phải đợi nó đi sang bên kia. Cảm ơn bạn cá đã follow mình. Đấy, nó đi rồi. Nó đi rồi anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thật nhanh ra đây để cậy cái ván gỗ kia ra. Game của Thái nhưng mà lại có dép Lào. Thế nó mới khó hiểu chứ. Cái bạn kia là một bạn gái nhưng mà lại tên là trai. Thế nó mới khó hiểu. Ui dồi. Hello bạn xem bói cô Phương. Hello bạn Duy Đức. Cô Phương xem bói xem cái game này có thắng được không nào. Tôi cần phải rời khỏi. Sẽ có tiếng dế kêu ở đây nhỉ? Có tiếng... Ơ, có cái sợi dây gì đấy màu đỏ anh em ạ. Có một cái sợi dây gì đấy. Hello bạn Mon, cảm ơn bạn đã follow mình. Hello bạn Rida, hello bạn Long Quyển Phong. Cảm ơn các bạn đã follow mình. Có gì đâu, không có gì hết. Chúng ta là người dũng cảm. Hello bạn Tôi Thích Mèo. Ủa, sao nó lại khóc vậy ta? Thế sao nó lại khóc nhở? Chắc là lại yêu đương rồi. Chắc yêu đương rồi. Đừng bảo là nó ra đây nhá. Mình thấy ở đây nó có một cái... Một cái bàn thờ. Một cái bát hương. Một cái bát hương có một người nam và một người nữ. Có lẽ nào là cái con ma kia nó đang chơi kiểu bùa yêu không nhở?
Mình nghĩ là kiểu đang chơi bùa yêu. Đang chơi bùa yêu xong thế là kiểu như là thôi đúng rồi. Có một cái con búp bê nhìn trông rất là kinh dị. Một cái con, hai con búp bê đang ôm nhau mà được buộc bởi những cái sợi chỉ. Đây là một cái loại bùa yêu đây mà. Đúng rồi, bùa yêu, hướng dẫn làm bùa yêu. Còn hướng dẫn làm bùa yêu nữa. Chắc là bạn gái này có vẻ yêu một cái anh nào đấy quá. Yêu quá đà. Game này hù nhiều như thế thì thót tim. Không sao bạn ơi. Hello bạn mẹ bé Huy. Cảm ơn bạn Tiểu Tim Tim đã follow mình. Em sợ tối nay không ngủ được. Không sao, mình sang ngủ cùng, không sợ đâu. Hello bạn CC. Hello bạn Liễu Như Yên. Hello bạn Quang Anh. Hello bạn Thu Trang. Em yêu anh à? Ờ anh cũng yêu em. Em kia cứ sao bảo sợ. Hello bạn Phúc. Không ngủ được thì đi về với Át. Chuẩn rồi, không ngủ được thì đi về với tôi. Úi dồi ôi, ngon thế nhở. Không biết là cái thứ nước gì. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây có cái gì không nhở? Có một cái tủ. Hello bạn Terry, anh làm gì vậy trời? Siro dâu, đúng rồi, đây là siro dâu mà. Ở đây nó có một cái gì đây này. Cái này để làm gì ta? Ồ, chúng ta phải làm cái gì ở đây nhỉ? Cửa này bị khóa rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải tìm một cái chìa khóa gì đấy chăng? À đây. Hello bạn Say. Nổ cầu chi rồi. Hello bạn QQ. Nổ sứ cầu. Hello bạn Thanh Vi. May quá vẫn kịp. Thơm má em ấy một cái. Để em ấy chui ra hết rồi thì có khi là mình ăn phát tát vào mặt. Nhưng mà may quá là vẫn kịp. Em lại thơm nó cái chứ. Hello bạn Ngân Em. Hello bạn Ngân Em nha. Còn hôn được nữa chứ. Hello bạn Liliu. Phải tranh thủ chứ. Đúng không? Cuộc sống là không chờ đợi. Phải tranh thủ. Hello bạn Trần Hương Thảo. Hello bạn Nguyễn Đăng Khoa. Hello bạn Gian. Sửa cầu chỉ đi anh. Mình đang phải trốn bạn ơi. Bây giờ mình mà ra có khi nó đấm mình chết. Chúng ta đi ra được. Annyeonghaseyo. À quên mất. Sawadika. 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 Mày tránh xa tao ra. Sawadika. Ôi chị ơi, chị tha cho em. Đường cụt rồi, đường cụt rồi. Mình nghe thấy tiếng chân của nó. Tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn, Ngô Tất Tố. Em đang ở bên Thái sợ nha. Trời ơi, sợ quá chạy ra mua ngay một cái lọ sốt mắm Thái về trộn hải sản ăn cho đỡ sợ. Ê bay ơi, tao đang một mình. Ôi chị ơi, chị ơi. Chị lượn nhanh cái chân lên để cho em còn đi chị ơi. Cảm ơn 100 bạn đang xem livestream của mình. Cảm ơn các bạn đã thả cho mình 3.000 tim. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Nó đâu nhỉ? Có vẻ nó đang ở rất gần chúng ta luôn ấy. Đấy, nó đi rồi, nó đi rồi.
Con này nó ngu lắm. Úi trời ơi. Sawadika. Úi trời ơi. Anh em thấy tôi như ninja không? Con này làm sao mà nó đoán được tôi đang ở đâu cơ chứ? Sao mà đoán được? Ôi. Cảm ơn bạn Isla đã tặng cho mình một con ma nhỏ bé. Cảm ơn bạn PHT đã xem livestream và đã tặng cho mình một trái tim. Cảm ơn bạn Say đã tặng cho mình một trái tim. Em gà lắm em ơi. Em trình độ gì? Em trình độ gì em ơi? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật cái đèn pin lên để xem là chúng ta đang ở đâu. Đóng cửa vào. Chúng ta sẽ lấy được cái cầu chì ở đây. Ngon. Bây giờ... Ây! Hello bạn, Lilian. Anh có sợ nó không? Mình không sợ nó bạn ơi. Cảm ơn bạn Cá và bạn Duyên Trần đã tặng cho mình một trái tim. Game gì vậy anh? Game tên là Home Sweet Home. Hello bạn Miếu. Hello bạn Nghĩa Đinh. Sáng lên. Có đèn pin bạn ơi. Có một đèn pin nhưng mà mình lại không dùng được. Ôi em ơi, em đừng quay ra đây nhá. Em đừng quay ra đây nhá. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Thôi chết rồi, đi vào đường cụt rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. Trái tim không là của nhau. Em hãy cứ đi về nơi mà em cần. Không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Ôi giời ơi, mình tưởng thế nào? Tôi tưởng thế nào chứ anh em ơi, tôi vẫn ok mà, tôi vẫn sống mà. Đấy, chơi game kinh dị nhiều nó có cái tốt của nó anh em ạ. Đây. Anh Sky à, đúng rồi bạn ơi. Đồng hương với cả Sơn Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ ấn cái này. Hello bạn Nguyễn Trung. Ra solo với con ma. Thôi, solo với con ma làm gì? Ủa? Rồi, cái gì đây? Một cái vòng tay bằng kim loại. Cái vòng tay bằng kim loại này thì được khắc những cái ký tự tâm linh mà thường sẽ được đeo bởi đàn ông. Với cái niềm tin là sẽ bảo vệ cái người đàn ông đấy và làm cho họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ. À, vậy hả? Ôi! Bạn mẹ bé Huy. Mất máu chạy không nhanh được. Nghe giọng anh cuốn, hey, em sẽ follow anh. Cảm ơn bạn Loan Sinh ạ. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Tao không gặp mày lâu quá rồi, mày bị làm sao vậy?
Hy vọng là mày vẫn khỏe. Hãy gọi điện lại cho tao nhé, để tao biết là mày chưa chết. Ơ, bố ông chứ. Ủa, tại sao cái ảnh chỉ nhìn rõ mặt người phụ nữ, thế còn cái bạn nam này thì lại không nhìn rõ mặt nhỉ? Ủa, cái gì vậy ta? Ui dồi ôi, mì spaghetti anh em ơi. Mì spaghetti anh em ạ, ngon lắm. Kiểu Thái, à không, đây là tôm yum. Ờ, đấy là tôm yum. Ở đây còn cái gì không? Có một cái bức ảnh gì đấy. Xin tên game, hello bạn, Soju. Tên game này tên là Home Sweet Home. Tên của game mình sẽ để ở cái ảnh trên đầu mình. Game tai ương ở anh? Không bạn ơi, đây là Home Sweet Home. Anh em có thể nhìn tên của game mình để ở trên cái ảnh trên đầu mình nha. Cái tiếng đài đâu nhỉ? Mình muốn tắt nó đi để cho đỡ bị bản quyền ấy. Vừa thấy em nào lướt qua. Ủa, chuyển cảnh rồi. Mình muốn tắt cái đài đi để cho nó đỡ bị bản quyền. Ok. Anh em đợi mình một xíu để mình phải tìm cái đài. Thôi được rồi. Nhật ký của Jen, ngày 29 tháng 4, 2013. Hey Tim. TikTok ẩn bình luận của em. Hello bạn KS. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Anh chơi game nước nào vậy? Mình chơi Call game Thái. So I know you're not dead. Home Sweet Home dịch tiếng Việt là gì anh? Home Sweet Home dịch ra tiếng Việt là căn nhà dấu yêu. Hay còn gọi là kiểu quê hương dấu yêu hay cái gì đấy. Một cái báo cáo hàng ngày. À, vậy đây là Jane. Đây là Jane. Tên của chị này tên là Jane. À đấy. La Thị Jane. À được đấy. Game của Thái là biết đặt tên cho nhân vật đấy. Úi dồi, cái gì đấy? Có một cái mảnh của một tấm ảnh gì đấy. Ok. Anh livestream lúc mấy giờ thế? 8 giờ tối hàng ngày. Mình livestream lúc 8 giờ tối hàng ngày ạ. Hello bạn Ngọc Ngọc, hello bạn Thủy Linh. Cảm ơn các bạn đã follow và chia sẻ livestream của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello bạn Đao, cảm ơn bạn đã follow mình ạ. Hello bạn cô bé hay giận dỗi, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Hello bạn Music, lại còn tên là Zen. Đấy, Zen đấy. Đâu nhỉ? Đây này, Zen đây này. La Thị Zen. Hello bạn yêu anh, game tên gì vậy anh? Home Sweet Home. Bạn có thể xem cái ảnh trên đầu mình nhá. Đấy, phòng của Zen. Vào phòng này là Zen này. Đấy, đây này, anh em nhìn nhá. Ủa? Nó ghi là phòng này là phòng của Zen. Nhật ký của Zen, ngày 27 tháng 10, 2012. Game kinh dị à? Đúng rồi bạn ơi, game này game kinh dị. Hello bạn Lan Anh. Nhìn tưởng người thật. Zen là vợ anh đấy. Không bạn ơi, không phải là Zen. Tên là Zen. Tắt cái này đi chứ không bản quyền chết tôi luôn. Chúng ta phải làm gì ở đây nhỉ? Hello bạn xanh, hello bạn xanh nha. Hello bạn Tâm Cuti. Rồi chơi sao? Hello bạn Su Music, hello bạn Nờ Hà. Rồi chơi sao á? Đấy thì chúng ta cứ đi tìm thôi. Game kinh dị nó vốn là như vậy mà. Chúng ta sẽ đi xung quanh nhà để tìm xong rồi các thứ ấy. Không mở được hộp tủ anh. Không mở được bạn ơi. Không mở được luôn. Không mở được bất kỳ một cái gì luôn. Không mở được bất kỳ một cái gì hết. À đây này. Ờ đây rồi. Đây nó là một cái tranh vẽ tay của Zen. Chúng ta sẽ phải tìm cái ghế salon. Ok. Đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Chúng ta sẽ phải tìm một cái ghế salon anh em ạ. Để mình xem lại. Trong tủ quần áo của chồng. Không phải. Ok. Hình như là nó ở trong bếp. Nó trong bếp anh em ạ. Cái đấy nó ở trong bếp. Cảm ơn bạn mẹ nè các con và ông chú Way đã follow mình. Hello bạn Sugar, nghe nhạc buồn quá, game này buồn mà.
buồn cười. Đây, nó sẽ ở đây. Nó sẽ ở đâu đó quanh đây anh em ạ. Đây rồi, trời ơi, thấy chưa? Game nó không khó đâu. Chúng ta phải mất thời gian để chúng ta tìm ra những cái manh mối thôi. Không phải chồng mà là có không. Đâu, nhân vật này chính là chồng của Jane mà. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa phòng của Jane. Đấy, Jane phát là mở cửa. Đấy, mở rồi. Ngon lành. Game buồn buồn cười. Ui. Ui. What are you doing up so late? Em thức khuya vậy. Em đang viết một số thứ. Anh xem được không? Không. Em viết mấy cái thứ của em ấy mà. Cút ra đi. Ok. Đi ngủ đi nhé. Ôi giời ơi, Jane viết cái gì thế này? Nhật ký của Jane, ngày 28 tháng 4 2013. Ôi giời ơi, Jane viết nhiều nhật ký thế. Có một cái con gấu gì đấy của Jane ở đây. Phòng của Jane có vẻ khá là đẹp. Hồi nãy em nói kệ mà nó có luôn. Rồi sao? Chúng ta mở được phòng của Jane rồi. Đây, mở được phòng của Jane rồi. Ui, Jane xinh thế. Xinh kiểu kinh khủng luôn ấy. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì ở trong cái phòng này đây? Chắc là phải tìm một cái gì đấy có liên quan đến Jane. Hay là chúng ta phải mở cái cửa này? Mình nghĩ đây là cái cửa đi ra ngoài hành lang. Sẽ có một cái gì đấy nó ở đây nhỉ? Game có hù không anh? Game này có hù bạn ơi. Có hù nhá. Có khi nào phải đóng cửa lại không ta? Hello bạn Minh Tường. Cảm ơn bạn đã follow mình. Cảm ơn bạn Đồ Gỗ Thiên Phúc đã follow mình. Cảm ơn bạn Chiêu đã follow mình ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có khi là chúng ta phải nhìn ở mấy cái bức tranh này này. Sẽ có mấy cái bức tranh mà nó có những cái gì đấy để chúng ta phải kiểm tra. Ở đây nó có một cái quyển sách nhưng mà mình lại không thể tương tác được. Bây giờ nó có một cái sợi dây gì đấy màu đỏ đỏ này. Nó dẫn xuống tầng 1 anh em ạ. Úi giời. Jane. Úi giời, Jane này là Jane thật luôn này. Jane to luôn. Jane ơi. Cũng nghĩ là lấy kéo cắt dây. Hello bạn, nào xinh gái thì đổi tên. Ôi, bạn đổi tên được rồi đấy. Xinh thế này thôi còn xinh nữa làm gì nữa. Chúng ta lại quay về đây. Quay lại cái đường hầm này. Ơi, Jane ơi. Yêu cầu em rên không rên nữa nhá. Hãy đi tìm rên. Có lẽ là cô ấy đang ở đây. Đừng vào. Hello bạn Diễm My. Cảm ơn bạn đã follow mình. Ui dồi. Ở đây nó như kiểu một cái móng nhà. À, có một cái gì nhỉ? Có một cái mảnh hình ảnh về một con dao. Tại sao lại có một cái bức ảnh về một con dao ở đây nhỉ? Một con dao mèo. Ôi trời ơi. Ám ảnh thật tối khỏi ngủ. Chắc là lần đầu của Jane. Đây cũng là lần đầu của mình. Sao anh em có nhìn thấy cái
Anh em có nhìn thấy cái con ma đen đen không? Con ma nhìn như kiểu con ma đói. Anh em muốn mình đi hướng nào nhỉ? Ở đây nó có hai hướng, anh em muốn mình đi hướng nào? Anh em chọn đi, mình sẽ đi theo cái sự lựa chọn của khán giả. Có phải và trái. Anh em bình chọn một trái này. Trái, thẳng là đâm vào tường rồi. Trái có ma, ok, vậy chúng ta sẽ đi trái nhá. Chúng ta sẽ đi bên trái nhá. Trái là quay về cái chỗ xuất phát anh em ạ. Trái là quay về cái chỗ xuất phát, thế nên là chúng ta sẽ lại phải đi bên phải. Hello bạn Trân, không có kỳ nào em vô sớm hết. Mình livestream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Hello bạn bé này, cute á. Cái tiếng gì như kiểu tiếng gõ trống ấy nhỉ? Mình nghe thấy có một cái tiếng như kiểu như là tiếng ai đấy đang gõ trống trường. Anh chơi game cây cầu ma chưa? Chưa bạn ơi. Chưa có cơ hội để chơi. Em gõ á. Hello bạn Sóc. Hello bạn Sóc nha. Hello bạn Ngọc Hân. Hello bạn Ly Liên. Cảm ơn bạn đã chia sẻ livestream của mình. Hello bạn Kaji. Hello bạn hay buồn ngủ. Chúng ta lại đi ra một cái căn nhà gì đấy. Úi dồi ôi. Một cái căn nhà gì đấy nhìn rất là lạ. Ở đây nó có một cái cửa nhỏ nhỏ nhưng mà không tương tác được. Có lẽ là phải đi lên trên tầng. Ủa? Sao bên này đang nhà gạch mà ra đây lại thành nhà gỗ rồi? Nhật ký của Zen. Úi dồi ôi. Đây là tất cả những người yêu cũ của Zen. Anh em nhìn thấy không? Toàn mafia, yakuza, đủ các thể loại. Tuyển tập người yêu cũ của Zen. Con gì kìa anh? Đâu? Ấu. Nó bảo là mình phải đi tìm một cái câu đố gì đấy để giải anh em ạ. Mình vừa nói chuyện với cả mấy cái con ma chó đằng kia thì nó bảo là mình phải đi tìm một cái câu đố gì đấy để giải. Đấy, thấy chưa? Sao nó im hết rồi? Nó nghe thấy tiếng con đầu đàn là nó phải im thôi. Chó Thái mà nghe thấy chó ta là sợ ngay, rén ngay, im ngay. Đấy, ẳng ẳng ngay. Hình ảnh một cái bức ảnh của bốn người. Sao lại có cả giường chiếu ở đây để làm gì ta? Một cái bức tường mà được vẽ bằng ba loại phấn khác nhau. Có lẽ là nó sẽ muốn lý giải một cái điều gì đấy. Hai hồng, một xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trắng. 921. 921 à? Cái gì 921? Hello bạn Kim Lan, game gì dị vậy anh? Game này tên là Home Sweet Home, một game kinh dị Thái Lan. À đây, có cái gì thế này? À đây. 921. À đấy, được rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi xuống dưới này anh em ạ. Nó có cái gì đây? Một cái cơ quan mật thất, cái gì nhìn buồn cười này. Úi dồi ôi, mình thấy có một cái gì đấy đỏ đỏ, nhấp nháy ở phía đằng xa. Không biết anh em có nhìn thấy không? Có một cái gì đấy nó đang đỏ đỏ anh em ạ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Mình 29 tuổi bạn ơi. Mình vừa mới tròn 29 tuổi xong. Cái gì đấy? Sawadika. Chó chiếc gì sủa hú kinh thế này. Cái gì đây? Sawadika. Ơi. Cái gì đấy? Thôi đi, quay lại. Thôi.
Một anh mình đã không cân nổi rồi, bây giờ lại còn hai anh lại còn da đen nữa thì chết. Anh ơi, anh Angel. Ui giời ơi, sao lại tự nhiên lại có hai thằng nó đứng nó rình mò mình. Ở đây, chúng ta đi được lên trên này. Lại có mấy cái gì đấy? Hello bạn gà yêu tấp. Hello bạn baby boo. Which includes Mr. Pichai Manapebu, a suspect from the motorcycle robbery, and believed to be the leader of this gang. We'll keep you posted when we receive further notices on this. This is Caesar Punxsutawney reporting. Cái đài này nó vừa nói đến một cái vụ tai nạn gây ra bởi một cái nhóm quái xế đua xe. Trong đấy thì có một cái tên cầm đầu tên là cái gì đấy, Chai à? Để mình xem lại. Có một cái tên cầm đầu tên là Pichai Manapaibun. Pichai Manapaibun. Tên là Pichai. Tên cầm đầu tên là Pichai. Thì cái tên này đã gây ra án mạng đâm chết một người phụ nữ. Sau đó thì tên này đang bỏ trốn. Hiện tại thì là cảnh sát đang truy tìm cái tên này. Ai mà thấy tên này ở đâu thì gọi là cho, gọi là kiểu thông báo với cảnh sát khu vực. Hello bạn Tâm đáng yêu. Hello bạn Ngọc. Mẹ em 29 tuổi này, anh bằng mẹ em. Trời ơi. Hello bạn Titi, hello bạn bé này cu tay thế, cảm ơn các bạn đã follow mình. Sao ở đây nó lại có mấy cái đồ ăn cái gì đây? Vào cái thời kỳ cổ thì những cái cây to thường sẽ được sử dụng làm những cái cột nhà. Khi mà cái cây này chảy ra những cái nhựa thì mọi người thường gọi là lấy những cái nhựa cây, lấy những cái thân cây mà bị chảy nhựa đấy. Hiểu. Tức là những cái cây mà bị chảy nhựa thì cảm giác như là mọi người tin là những cái cây đấy có người, có những cái linh hồn sống bên trong trước khi mà cái cây đấy nó bị gọi là bị chặt để làm cột nhà. Nếu như mà những cái linh hồn này mà bị gọi là kiểu trêu chọc thì gia chủ sẽ phải chịu những cái gọi là tai ương gì đấy rất là kinh khủng. Khoa học thì đã chứng minh là những cái thân cây mà bị chảy nhựa thì nó là một trong những cái hiện tượng tự nhiên của cái giống cây đấy. Ok, tức là không phải là liên quan đến tâm linh mà nó có thể chứng minh bằng khoa học. Ủa cái gì đấy? Ôi giời ơi, cái gì kia? Em hơi bị gia trưởng đấy, anh già quá rồi. Hello bạn Terry. Giống vụ hôm trước vậy, biết luôn. Hello bạn Hifusama, cảm ơn bạn đã follow mình. Mà đói, bạn đồ gỗ thiên phúc, bạn nói đúng. Có khi đây là ba con ma đói. Ủa nhưng mà hai con này ăn tham thế. Hai con này ăn tham thế, con này nó có cái gì để ăn đâu. Đây này, con này nó có cái gì để ăn đâu. Hai con này nó có cái hai cái đĩa kìa. Thế nên là ăn chia không sòng phẳng rồi. Không được rồi. Cái quái gì vậy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Khổng lồ à? Cái gì đây? Attack on Titan à? Eren à? Ui kia chắc chắn là Titan tấn công. À đây là nhà của cái thằng đua xe. Đây là nhà của thằng Pichai. Anh em nhìn thế này. Racing Boy. À đấy, Racing Boy. Xe mạ xanh mạ vàng các thứ đấy này. Racing Boy. Ủa, rồi ra đây làm cái gì ta? Ra đây để làm cái gì ta? Hello bạn gia đình Anya, cẩn thận cặp pha của nó. Hello bạn Nguyễn Thành Được, nhảy đi anh á, nhảy đi á. Có nhảy được đâu? Anh em trêu tôi rồi. Có nhảy được đâu?
Chắc là phải lấy một cái gì đấy ở trong này rồi. Hello bạn, không có chi. Bây giờ nó lại đổi thành cái khác rồi này. Hello bạn, hoa hướng dương, anh chơi tay ương chưa? Mình chơi rồi bạn ơi. Ui. Game gì đáng sợ thế nhỉ? Nghi bị hù. Ở đây nó có một cái cửa này, có một cái sợi dây màu đỏ dẫn đến cái cửa này. Mình nghĩ là cái cửa này sẽ mở được. À đấy mở. Chúng ta lại chúng ta lại quay về một cái khu vực như kiểu một cái công ty hay là một cái trường học gì đấy. Tại sao lại thế nhỉ? Cửa này không mở được. Chơi game mà anh chơi game mà không đáng sợ. Ồ, bởi vì mình chơi game là nó sẽ thành game hài. Nếu sợ thì hãy cười cho em nghe. Tắt luôn, không nói nhiều. Chúng ta đi lên trên chăng? Đi lên trên có khi lại hay. Cái này như kiểu một cái trường học bỏ hoang anh em ạ. Một cái trường học bỏ hoang. Cái gì đấy? Có tiếng gì? Mình nghe như kiểu có tiếng ma ở trong này ấy. Cửa này nó bị chặn rồi. Hello bạn, Q209. Ôi, ôi. Giờ chúng ta lại còn phải đánh nhau với cả Titan khổng lồ à. Ui. Hello bạn, chồng bé mon. Hello bạn, bống chim nhỗi. Hello bạn, Gaming Center. Phải đi cái đường ở trên đấy. Game tải trên iOS. Không bạn ơi, game này game PC. Hello bạn, nờ quốc. Em đang bệnh á. Chúc bạn gia đình Ai Nha sớm khỏi bệnh nhá. Hello bạn Megumi. Hello bạn GT Boy. Mày báo hại tao rồi, con ma đói kìa. Hello bạn vịt vàng. Anh
live stream tới mấy giờ ạ? Chắc là khoảng 9 rưỡi 10 giờ. Bị nó chiếu là chết hả anh? Đúng rồi bạn ơi. Bị nó chiếu là nó sẽ bắt được mình, là nó sẽ đấm mình chết. Cái đèn đỏ là gì vậy? Cái đèn đỏ là cái mắt của nó bạn ạ. Cái đèn đỏ chính là cái mắt nó. Thế là bạn Sô, thế là bạn Min. Hello bạn, HNQ. Hello bạn, em bé của anh. Hello bạn nha. Hello bạn xỉn. Cảm ơn bạn mẹ nè đã chia sẻ livestream của mình. Anh em hỏi cái màu đỏ là cái gì? Cái màu đỏ là cái mắt của nó nhé. Một chút nữa thôi là nó đấm chết mình ạ. Chỉ một xíu nữa thôi là nó đập chết mình rồi. May quá mình chạy kịp. Nó đi rồi, may quá thề. Nó tìm anh chi vậy? Mình cũng không biết bạn ơi. Không biết tại sao nó lại tìm mình. Khiếp thật. Lần đầu tiên chơi game kinh dị mà chúng ta lại phải đối đầu với một cái con boss ngay từ đầu tiên. Cái gì đây? Jane, I'm coming. Jane ơi, em đừng Jane nữa. Em Jane nhiều thế TikTok nó đánh thẻ anh đấy. Cái gì đây? Tôi thường phải trực tầng 3 rất là nhiều. Thế nên là nếu như mà tôi không trả lại cái chìa khóa thì tôi sẽ để nó ở trong cái két ở trong phòng làm việc của tôi. Bún chả. À cái anh này, anh ấy tên là Bún Chả. Phó Thanh Tra Bún Chả. À vậy là tên người Thái tên là Bún Chả hả? Lạ nhở, người Thái lại tên là Bún Chả. Ủa? Chìa khóa cảnh sát dưới tầng 1. Em không chơi mà em cũng sợ. Hello bạn Huy Nguyễn. Anh này ý không biết luôn né. Là sao? Cốt truyện là sao? À không biết cốt truyện là sao bạn ơi. Không biết luôn. Vì vừa mới chơi game mà. Sao mà biết được cốt truyện? Vô Thanh Tra Bún Chả. Gen chắc bị đập mạnh quá. Ai đây? Ai đây? Sao lại có ông nào đi vệ sinh gì ở đây đây? Ai đây? À! Em xin lỗi anh đi vệ sinh đi ạ. Anh có cần em chùi cho không ạ? Tay em mềm, em chùi mượt lắm anh ơi. Ủa? Anh ơi.
Ôi giời ơi, bây giờ đi lại còn gặp ma đi ỉa nữa thì. Bây giờ chúng ta phải làm gì ta? Anh kỳ quá. À đây, chúng ta có một cái... À... Chúng ta có một cái gì đấy ở đây chăng? Cửa này không mở được này. Một cái khu vực gì đấy. Trong này có gì không ta? Trong này nó có một cái cửa. Chắc là chúng ta sẽ phải tìm một cái xà beng. Chúng ta sẽ lại phải tìm một cái xà beng anh em ạ. Mình nghĩ là như vậy. Tìm một cái xà beng à? Mắc cười quá. Đã xấu lại còn đi ỉa. Cái gì vậy? Ô, ai đấy? Ai đấy? Sawadika. Anh em nghe giọng mình. À đây, nó bảo để ở cái két ở dưới tầng 1 đây này. Để ở cái két ở dưới tầng 1. Để xem ở đây có mật mã không. Không có mật. Đây rồi, trời ơi. 691. À, vậy là cái anh cảnh sát này, anh ấy thích 691 mình. Đây này. 060901. 69 một mình. 69 thì làm sao mà một mình được nhỉ? Ủa, cái này là làm nào ấy nhỉ? 6 à? 6 này. 9 1 Không đúng hả? À, cái này nó giống với cả cái câu đố ở trong cái tựa game Night Security của Chilazard. Đúng rồi. Đây đây đây, từ. Cái này sẽ là 90 60 10, 90 60 10 và chúng ta sẽ phải chọn nó ngược lại. Chúng ta sẽ phải chọn nó ngược lại 90 này. Anh em đợi mình một xíu, mình giải được. 90 60 10. Đấy, ui giời ơi, đây rồi. Chìa khóa tầng 3. Anh em thấy mình thông minh không? 60609. Không phải bạn ơi, nó là 90 60 10. Bởi vì anh em để ý là lúc nãy là không hề có 0609, nó chỉ có 10 20 30 40 50 60 80 90. Đấy. Thế nên là chúng ta sẽ phải giải đố theo cái kiểu là cái mũi tên này nó chỉ vào đâu này thì chúng ta sẽ chọn cái con số này vào đúng đấy. Đúng rồi, nó là số đối diện ngược lại số kia, chuẩn luôn, chính xác luôn. Bạn Min bạn nói đúng luôn. Nó giống cái câu đố mà mình đã giải rồi, thế nên là mình giải được nó dễ. Chứ còn nếu mà chưa gặp lần nào thì khả năng cao là cũng sẽ rất là khó để có thể giải được cái câu đố như thế. Ủa? Rồi chúng ta đi đâu nhở? Chúng ta đi đâu đây? Hello bạn voi con. Ui giời ơi. Đi đâu? Bây giờ đi đâu? Chắc là phải đi lên trên này anh em ạ. Ai kêu gì đây? Một cái tu vít. Chả biết để làm gì. Không đi được lên trên này. Không đi được lên trên này à? Cửa này không mở được. Giật mình anh ơi. Công ty nhìn tồi tàn vậy. Cái này nó là đồn cảnh sát. Nó kiểu sở cảnh sát cũ thì phải. Đúng rồi, đây này, nó là sở cảnh sát cũ đây này. Police station. Rồi chúng ta phải đi đâu ta? À đây.
Hello bạn Ngọc Trân. Hello bạn Nghĩa Đinh, mở thông gió. Đúng rồi, đúng rồi. Mở chỗ thoát khí. Chuẩn luôn. Xem con ma nó còn đang đi ỉ ở không? Không có rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên tầng 3. Anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? Mình biết một ngày có 24 tiếng. Mình biết là một ngày có 24 tiếng anh em ạ. Ôi, đây là tầng 4 rồi. Ôi! Mở ra em ơi. Hello bạn nhìn gì? Anh chơi hết phần 1, anh phải chơi cả phần 2. Đúng rồi, chuẩn luôn. Jane ơi. Jane ơi. Đó có phải là Jane không? Chúng ta phải đi theo Jane. Một cái ngà voi. Một cái ngà voi à? Ở đây có cái gì không nhỉ? Ui. Có một cái bàn thờ gì đấy nhưng mà bị rơi rồi anh em ạ. Bị kiểu đổ vỡ. Có một cái bộ đàm. À đây, cửa này đi được này. Từ từ để mình kiểm tra xem là ở đây có cái gì không. Không có gì. Vãi, anh đọc tên nhân vật thì đúng mà. Tên nhân vật nó tên là Zen thì đọc là Zen chứ. Chẳng nhẽ đọc là La. Trời ơi. Úi dồi ôi, thế sao lại có ảnh của mình ở đây? Lệnh truy nã. Anh Pichai Manapaibun. Pichai Manapaibun. Mình thề là trên cái ghế màu xanh kia vừa có một cái bóng đen đang ngồi trên đấy. Mình quay đi một cái thì nó biến mất. Jack hả? Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải làm như thế nào đấy để có cái cần cầu kia nó cầu cái này lên cho chúng ta để chúng ta vào được cái cửa này. Có lẽ chúng ta phải đi lên trên tầng. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải đi lên trên tầng. Sawadika. Có tiếng gì nhỉ? Có tiếng kiểu ai đang vắt cái gì ở trong này ấy. Ai đang vắt cái gì? Gì đây? Một bức ảnh. À, một cái miếng của một cái bức ảnh. Ai thật chứ. Ôi. Thề chưa bao giờ mình chơi mà game kinh dị mà mình bị giật mình đến cái mức kinh khủng như thế. Ôi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hello bạn Cam, hello bạn Min, cảm ơn bạn Min đã follow mình. Hello bạn bé Vi, hello bạn NG, em bay luôn cái điện thoại. Mình còn bay nhiều. Ủa, thế rồi là chúng ta đi một vòng luôn hả? Trời ơi, thế lúc nãy bắt chúng ta đi tìm cái chìa khóa làm gì? Để cho chúng ta đi thẳng một đường lên có phải đỡ không? Cảm ơn bạn Viewer và bạn bé Vi đã follow mình. Cảm ơn bạn Cô Chuối đã follow mình. Hôm nay bé Huyên không ghé thăm anh. Đúng rồi, à đây rồi. Vậy là chúng ta sẽ phải đi xuống. Hello bạn trai xa xứ, có chuyện gì thế? Có game kinh dị bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ ngoắc vào đây. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lên.
chúng ta sẽ quay lên. Xong rồi chúng ta... Hình như là cái thằng Titan kia nó lại quay lại rồi anh em ạ. Mình nghĩ là cái thằng Titan kia nó lại quay lại rồi. Hello bạn Mai thích ăn dưa hấu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ phiên livestream của mình. Cảm ơn bạn Hờ Nim đã chia sẻ phiên livestream của mình. Lại nữa à? Lại nữa à? Chúng ta phải chạy ngay, khi mà nó nhìn thấy là chúng ta phải chạy ngay. Nếu mà chúng ta đứng lại đợi thì nó sẽ bắt chúng ta được. Giống cảnh con trai cưng của bố á. Khủng long hả anh? Titan bạn ơi, Titan, người khổng lồ. Không được, không được, phải nấp, phải nấp. Cái này là phải nấp, lần này là phải nấp, không thể chạy được. Cái này là phải nấp. Bắt buộc phải nấp anh em ạ. Cái này bắt buộc phải nấp. Chúng ta phải chơi kiểu ninja. Thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi. Trời ơi, easy. Thôi. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Em hãy cứ đi đến nơi mà em cần. Ôi Zen ơi, Zen ơi. Lại nhật ký của Zen. Ở đây nó có một cái gì đấy, một cái cửa gì đấy. Ui, Zen lại đứng ở kia là sao ta? Jane. Zen. No, don't follow me. Jane, it's Tim, đừng đi theo em. Anh đây mà Zen. Zen chết rồi. Đánh nhau với nó đi anh, không sợ á? Trời ơi anh em ơi, tôi sợ lắm rồi đây này. Hãy tìm cách để làm dịu cái cơn tức của cái con quái vật kia xuống. Đỡ đỡ đỡ.
bóng chưa? Bạn ơi, bạn cho tôi đi đi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi! Có hai cái khóa ở đây. Có hai cái khóa ở đây. Chúng ta phải tìm cách để mở hai cái khóa này ở đây. Bánh kìa, bánh đâu? Bánh ở đâu? Đây á? Đây không phải là bánh bạn ơi, đây là cái gì? Không phải bánh, không phải bánh. Ở ngoài ngay chỗ đèn đỏ. Hello bạn Emma, cảm ơn bạn đã follow mình. Một cái chìa khóa. Đây rồi, chúng ta mở được một cái gì đấy rồi. Một cái bức ảnh. Lấy hương. Lấy hương á? Trong tủ có hương. Anh em đợi mình tí, mình đang rất là bị con này nó dí. Bố mày đây. Mày làm gì được tao? Mày làm gì được nào? Mày... À! Vậy đấy, nó đá luôn hả? Sao lại thế được nhở? Tại sao lại thế nhở? Tại sao nó lại được quyền đá người chơi như thế nhở? Nó không được làm như thế. Nó lấy luôn cả cái bàn mình đang nấp. Nó lấy luôn cái bàn mình đang nấp, mới sợ chứ. Cái bánh ở đằng kia, mình phải lấy cái bánh đã. Đây rồi. Đường có vẻ rộng hơn rồi đấy. Hello bạn Mary Sony. Ok, được rồi đấy.
Bây giờ chúng ta chỉ cần phải chạy ra cái bàn thờ kia thôi. Con này to mà tinh. Anh em đợi mình một xíu. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Cảm ơn bạn Nguyễn Bảo Nhi đã follow mình ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn Bảo Nhi đã tặng cho mình một hoa hồng. Đây rồi. Ăn đi, hấp đi. Nó bỏ đi rồi, nó bỏ đi rồi. Thôi xong rồi, xong rồi. Hay hay hay. Thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi anh em ơi. Thắng rồi. Ok, vậy thì mình xin phép là tạm dừng cái livestream ở đây. Hẹn anh em 8 giờ tối mai nha. 8 giờ tối mai thì chúng ta sẽ tiếp tục phá đảo cái tựa game này. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.